Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn cách làm dưa kiệu ngâm đường. Và để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là ở đây là mình có là 500 g dưa kiệu. Ở đây là dưa kiệu mình mua sẵn ở ngoài chợ á, cho nên là nó người ta cắt sẵn giùm mình này, cắt lá giùm mình này. Người về là mình chỉ có sơ chế rồi mình làm sạch lại thôi. Đây là tro bếp nè các bạn. Ở đây là mình có khoảng là 100 g tro bếp, cái này là mình mua dưa kiệu á, xong rồi người ta cho luôn. Tro bếp tức là khi mà mình nấu cái bếp củi á, nó rồi giờ mình có cái tro nè. Rồi nếu như mà ai mà không không có tro bếp á thì các bạn có thể thay thế bằng nước muối cũng được. Nhưng mà thường á thì mình ngâm cái tro bếp á thì cái dưa kiệu của mình khi ngâm lên nó sẽ nở ra và nó sẽ giòn hơn. Rồi sau khi mình đã cho nước vô cái phần tro bếp á, thì bây giờ mình sẽ để yên như vậy ha. Mình chờ cho nước nó lắng xuống rồi một chút nữa mình sẽ lấy cái phần nước ở bên trên nè. Mình đừng có lấy ở dưới đáy nha. Đây nè các bạn, đây là cái phần mà nước tro bếp mà nó đã lắng xuống rồi. Mình đã lấy được cái phần nước như thế này. Còn cái phần ở dưới này nè thì mình bỏ đi ha, mình không lấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho 500 g dưa kiệu vào và mình sẽ ngâm. Ngâm vào nước cho bếp nè. Lúc này mình chưa có cắt gọt gì hết trơn nha. Mình chỉ ngâm vậy thôi. Bây giờ các bạn sẽ ngâm củ kiệu vào nước cho bếp là một ngày. Đây là dưa kiệu sau khi mình đã ngâm với nước cho bếp khoảng được một ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ vớt ra một cái rổ như thế này. Bây giờ mình sẽ vớt ra rổ. Mình sẽ đem rửa sạch lại. Mình rửa sạch nước cho bếp, sau đó là mình sẽ đem phơi nắng một ngày. Đây là củ kiệu sau khi mình đã rửa sạch nước cho bếp rồi nè các bạn. Các bạn có thể tỉa lại, mình tỉa tót lại cho nó sạch ở bên ngoài một xíu, còn không thích thì thôi, tại vì sau mình còn cắt lại nữa mà. Rồi giờ mình chuẩn bị cái rổ vậy nè, thì mình sắp dưa kiệu lên thì mình sẽ đem phơi nắng một ngày ha. Đây là củ kiệu sau khi chúng ta đã phơi ở ngoài nắng được một ngày. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thau nước như thế này. Các bạn sẽ cho vào thau nước khoảng nửa muỗng cà phê phèn chua. Mình khuấy cho nó tan ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt gọt dưa kiệu. Rồi đây là củ kiệu sau khi mình đã cắt gọt sạch sẽ và mình đã ngâm vào cái nước phèn chua. Bây giờ sau khi mình đã cắt gọt xong hết rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra ngoài ngoài cái rổ ha, sau đó mình sẽ rửa lại thật là sạch. Mình rửa sạch nha. Tại vì mình ngâm phèn chua mà mình rửa không sạch đó thì ăn không có tốt cho sức khỏe. Rồi sau khi củ kiệu của mình đã rửa sạch nước phèn chua rồi ha. Mình rửa có chừng 3 4 nước gì đó cho nó sạch hết cái nước phèn chua. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tô như thế này. Giờ mình sẽ cho hết cái phần củ kiệu vào. Rồi với cái lượng củ kiệu là 500 g củ kiệu, mình sẽ cho vào đây là 200 g đường. Có nhiều người thì thích cho trực tiếp vào cái hũ luôn, nhưng mà mình thích cho nó tan đường trước ở bên ngoài đó, rồi mình xếp vô hũ cho nó đẹp. Rồi đây là 200 g đường và tiếp theo sẽ là 2 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Các bạn sẽ để củ kiệu mình ngâm với đường như thế này nè, mình để ở bên ngoài á khoảng chừng vài tiếng đồng hồ để cho nó tan hết đường, rồi lúc đó mình sẽ cho vào hũ.
Rồi đây là củ kiệu sau khi mình đã ngâm đường được 8 tiếng rồi ha. Nếu mà các bạn muốn cho đường nó nhanh tan hơn thì các bạn sẽ đưa ra ngoài nắng á, mình phơi á, là nó sẽ nhanh tan hơn. Này trong lúc mình chờ cho nó tan là mình đã bọc lại như vậy này để cho đừng có bụi vô đó. Và bây giờ thì mình xếp vào cái hũ thôi. Đây. Rồi, củ kiệu sau khi mình đã sắp vào hũ như thế này. Ở đây là cái hũ này là tới 700 gram lận. Cho nên là mình chỉ có nửa ký củ kiệu thôi. Cho nên là mình sắp vô nó vẫn còn một cái khoảng dư ha. Nhưng mà không sao hết. Như vậy cũng tốt, tại vì khi mình ngâm củ kiệu nó còn lên lên men nữa. Mình sắp vô như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước đường nó đã tan rồi đó. Mình cho vào hũ củ kiệu luôn ha. Rồi giờ mình cho vô. Với cái lượng đường như vậy các bạn, khi cái nước nó tan ra là nó vừa ngập luôn nè, thấy không? Nó vừa đủ luôn. À, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món củ kiệu ngâm đường. À, với công thức như vậy thì khoảng chừng mình sẽ ngâm khoảng chừng 10 ngày là mình đã có thể thưởng thức được rồi ha. Và đối với cái món mà củ kiệu ngâm đường này á thì các bạn có thể sau 10 ngày mình ngâm á, thì mình có thể bỏ vào tủ lạnh, ngăn mát của tủ lạnh, và các bạn có thể ăn dần từ tháng này qua tháng nọ luôn, không có phải là lo nó sẽ bị hư ha. Cái cách này á, cách làm này á, thì mình sẽ bảo quản được rất 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 là lâu. Rồi món này ngày thường mình sẽ ăn cũng rất là ngon, rồi vào ngày Tết á, thì chắc chắn là sẽ không thiếu món này luôn rồi ha. Món này thì mình thường là mình sẽ ăn kèm với tôm khô. Rồi chúc cho các bạn sẽ thành công nha. À, nếu như mà các bạn có thắc mắc hay là góp ý gì thì các bạn có thể like và comment vào bên dưới để cho mình biết thêm nha. À, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo nha. Bye bye!